life. Tình yêu đâu phải cũng may mắn tìm được nhau. Gọi là Sizonho đã dạy như vậy rồi thì hôm nay em sẽ đến với một siêu phẩm nữa, và tất nhiên đây là sẽ là siêu phẩm cận chiến rồi. Đây là sự kết hợp mình thấy là giữa thủy lưỡi kiếm và hỏa lưỡi kiếm, đúng không? Đây là nói là hai tay cầm nhìn nó ngầu vãi, nhưng mà đây là còn là phiên bản gold luôn cơ. Tức là ok, tao bay vào đấy rồi. Đây mình sẽ kết hợp 3Z gold và song hỏa lưỡi kiếm. Song hỏa lưỡi kiếm, trời ơi, là thủy lôi cái gì à? Song thủy lưỡi kiếm à? Song hỏa thủy hỏa lưỡi kiếm. Rồi mình nhớ rồi. À, sao cái tên nó khó đọc vậy? Nào bay vào đấy. Ui, chém sướng lắm anh ạ. Ui, không chết kìa. Ui, nó chém rất là nhanh mà mình cảm giác cái tầm của nó cực kỳ là xa luôn ấy. Bay vào đây, K7. Đây, ô, đây học vậy. Ui, thôi xong rồi. Hay đâu? À đây. Ui, mình tưởng bạn chạy luôn cơ. Ai này, bạn vẫn quay lại để cho mình ăn. Cảm ơn bạn. Đây. Bay qua này. Ui vãi. Một bạn viên nó nhảy luôn này. Đây là theo yêu cầu của anh em nhá. Đây là mình sẽ giúp bạn Sunny thì mình hơi kém một chút, nhưng mà cầm cái quả kia của kiếm này nhìn nó đẹp thật. Phải là nhìn bên khượng nó làm nó gọi là kết lắm rồi. Nay mới được cầm. Ủa. Ui đu. Thôi, ôi. Mình biết ngay mà. Gặp mỗi lần gặp mấy con đồ to là ý rằng là mình bị kẹt. Kiểu người nó to cho mình lùi không được. Ủa, anh em xem mà cho mình cảm nhận nhá. Với cơ mình thấy là nó đẹp, nó gọi là đẹp không tì vết anh em ạ. Không biết nói gì hơn, nhưng mà ok. Đây là bộ combo mình thấy nó quá là hợp. Đấy, anh em để ý là bên tay trái đúng không? Bên tay trái là cầm hỏa lôi kiếm, và còn bên tay phải là thủy lôi kiếm. Nhưng mà đây là phiên bản gold của nó rồi nên em sẽ không nhận ra đâu, bởi vì nó nhìn, nếu em không để ý kỹ là nhìn nó kiểu như nhau hết, đúng không? Ui, bay qua đi cả năm. Trời ui, hai bên chết luôn kìa. Thế này hơi khó, tức là mình chỉ cần được bắn một phát thôi. Bắn một phát xong rồi bắn lục nữa để bồi vào, để không như nếu mà mình bắn hai phát 3Z thì nó chết mất. Ui, chết rồi kìa. Đánh từ từ thôi, mình này mới. Ui trời ơi, chưa mất hết thạch. À, mất rồi. Thôi. Quả đảo như giang lạc thế mà vẫn bị nó bắt được bài. Nào. Mày nhận. Mày. Rồi xong. Con véo cái phá đám nhá, có. Hơi khó nhỉ. Kể ra cái này mình cầm cái súng trường hay là ít ra khẩu lục gì đấy nó bắn dễ hơn thì một tí thì ngon. Chứ bắn 3Z là hơi khoai, kiểu bắn quá tay thì nó chết, mà bắn thì yếu tay thì nó không đủ đam. Bay qua đây một viên. Đấy, cứ như thế này. Cứ như thế này, ê, khốn đấy. Ui, xong. Khó nhá. Nhưng mà đây cũng gọi là một thử thách rồi gì đấy. Các bạn là những vũ khí hôm nay mình cầm thì anh em kiểu nhìn nó đã giỏ được dãi rồi. Sao là chị Linh ơi rồi kìa. Ôi, hello anh em nhá. Ôi, thằng Win rồi. Hay phết. Nói chung là mình thấy chém của nó nhìn cái hiệu của nó đẹp lắm. Úi giời. Ôi. Đấy, chém hai tay nhanh nhở. Tức là em chuột trái hay chuột phải đều nhanh cả. Nhưng mà các bạn thì cận chiến nên chém chuột phải thôi. Vì mình thấy là nó nhanh như thế này thì anh em cần không nhất thiết phải chơi. Ôi. Rồi, nó đang phê phẩn. Hôm nay mày không tha nổi tao à, đầu to. Rồi, tao ngày trước tao có tội tình gì với mày đâu. Dạo này gần đây tao cận chiến mày hơi nhiều tí thôi, nhưng mà mày đâu đến nỗi bắt tao đồng hóa mày vậy. Đúng là ghét của nào chửi trao của đấy thật. Câu này đúng là không sai chứ. Ôi, mình sẽ cố gắng quẩy nhanh lên thì thật. Các bạn là mấy đồ gold này thì ngoài khẩu M4 gold thì anh em mình nghĩ là dễ sở hữu hơn. Chứ 3Z gold thì cũng hàng đấy là thuộc hàng như là lucky box rồi, cũng khó lắm. Còn cái song thủy hỏa lôi kiếm này thì cũng càng khó hơn. Quả song kiếm nhìn chất, song kiếm vung lên thì cứ giữ các bạn. Bá đó. Nhưng mà cái liềm, anh em đừng có quên là cái liềm của đầu to chứ. Đấy, cứ dơ ra kiểu gì cũng có thằng bị lây nhiễm. liềm đầu to huyền thoại.
Ui, chạy đâu? Ui, ui 6 mạng nữa. Ui, mình phải lấy nhiễm một thằng nữa, không để cái rớt này anh em. Tức là cứ mỗi lần mình chơi đầu to mà được 6 mạng là y như rằng là lần sau lại là làm đầu to tiếp. Ui, kêu, kêu. Ai, ai, ai. À, nó lơ tinh kìa. Chơi nó. Ui, xong. Rồi, vẫn không thoát khỏi rớt anh em, vẫn 6 mạng luôn. Mấy lần đầu to gần đây nhất của mình là anh em có thể xem clip ấy thì là nó là 6 mạng. Và lần này cũng tương tự thế mà mình nghĩ là tương lai gần đây thôi là mình sẽ lại làm đầu to thôi, anh em yên tâm. Nghỉ lắm. Ui, mày, pha này là làm vế nó còn đỡ. Đi ra còn đi chém nhau tí. Ok, ok. Ôi, mình đầu to mày kìa. Đâu rồi? Nào. Zolo đi xem nào. Hơi khó nhỉ. Thôi để clip khác. Nói chung hôm nay coi như là thực hiện thử thách rồi. Clip khác mình sẽ thử với đấu với người xong rồi cả đấu ấy nữa. Thử với những cận chiến riêng được, mình nghĩ cái này là đi lượm hòm cũng ngon. Mày chạy đâu? Chạy hộ. Ừ, cũng coi như là hai viên chết thật. Khó, hơi khó can đảm. Sao quẻ hết. Ui, thôi chạy. Ôi, bắn trượt là chạy ngay anh em ạ. Ôi, ui, két rồi. Quả đấy nhìn nó ngon như thế. Mày, ôi. Bơi vào đây. Mày, ơ. Thôi sao. Mày, sao nó né hết mày. Nó mù mắt rồi anh em ạ. Nhìn bắn không trúng thế nào nhìn nó nản rồi chứ. Cảm giác nó hụt thác mất ở trường. Mày bơi vào đây. Rồi, xong rồi, có bị ăn cả chứ. Rồi, ngày xưa các cậu có cu à các cụ có câu là thất bại là mẹ thành công em ạ. Thôi, bị ăn cận chiến thì chúng ta không thể để rồi, buồn vậy. Đã làm đầu to rồi biết ngay là cái rớp em. Đúng là cái rớp đầu to mà cứ lên mỗi lần 6 kill là y như rằng là kiểu gì có biến. Không sao, chúng ta vẫn tiếp tục. Và đương nhiên là mình sẽ cố gắng không để ăn cận chiến thôi. Đầu to đằng này này. Hello. Cái trượt hay hết em nhá. Nhiều khi anh em mà trượt ấy xong rồi cứ bắn. Bắn 3Z rất là chuẩn luôn. Ui, nó chạy mất rồi. Đủ, mình bắn một phát vào mông con Medusa. Nói kể về con Medusa ấy nhở, hôm qua anh em thấy là cái khả năng của nó khỏe nhở. Mình phải công nhận là cái con này nó khỏe mãi. Nhưng mà ở chú quỷ thì không đáng sợ lắm. Ok. Mày nhớ thì headshot. Trời ơi, mình xin nhá. Đấy, có mạng ngay. Cứ ra vào. Ok. M4 của mày. Mày vừa cận chiến anh đúng không? Khó. Mình để ý là có thằng M4 cô nó cận chiến mình kìa. Ui, mà không qua ra nó luôn kìa. Cái khiên có đầu sắt là mấy khẩu súng đi bắn không qua được hay sao ấy. Đúng rồi, mình nhớ là vậy. Ui, nó lại cái kiểu Né, khó chịu quá nhờ. Bắn thì đã ngu rồi sao rồi. Để chúng nó còn kiểu né nữa. Ui, đâu thế. Ui. Ok. Ui, chết. Mày quá một vế nghe nó không nhìn thấy mình. Chạy. Ui, chưa mất huyết thanh luôn này. Nào này, mày vào đây, đợi mình tí. Nào. Mày, ui, trời ơi, lại trượt. Thế nó xếp hàng như thế mà nó còn trượt. Ui. Né không ăn đi. Trời ơi, vẫn sống này. Ui, em nói gì đi. Ok, vẫn chết. Chết con nào có đầu sắt nó trâu rồi. Ui. Vẫn còn phếu. Ui, hay quá bạn ơi. Ui, vẫn đủ heo này. Nào. Ui, heo một sao. Thôi xong rồi. Trời ơi anh em. Quả đấy mình phải gọi là mình cũng không thể tin nổi anh em ạ. Thôi. Cười lạnh lùng cái nhờ. Quả đấy heo mình chỉ cần 2 sao là mình sống đến cuối ván rồi, nhưng mà cha nó ít thì như pha đấy hơi ít người nên là heo một sao mà mình gỡ quả đảo kinh khủng luôn. Mình đến phải 4-5 con nó đuổi mình chết. Quả đấy gọi là chết anh em ạ. Lâu lắm mà mình ghi kiểu gọi là hồi xuân ấy. Ngày xưa mình đảo như thế ghê lắm nhưng giờ đỡ rồi, giờ mãi mới được một quả kiểu 2 cờ mờn like. Ok. Mày chạy đâu? Ui, mình xin.
Ấy, có ý ta. Hôm qua mình có cận chiến được con Medusa mà anh em. Mình tưởng là mình cận chiến đầu tiên nhé, hóa ra là anh em cận chiến đây. Con Medusa đấy thì mỗi khi mà nó mới hóa thì nó rất là yếu bởi vì nó chưa có ép mà. Đây là cái điểm điểm yếu của con duy nhất của Medusa thôi. Ui, cầm xe Z 75 coi như là chạy sướng thôi. Bắn 3Z ngu nhưng mà được khẩu 3Z khẩu CZ 75 nó ngon thì cũng cần hết. Ok, tiếp tục. Chúng ta không thể bỏ cuộc đấy. Ui chết luôn kìa. Rồi xong em rồi. Ui giời ơi. Mình lại sống đây. Trời ơi, mình lại chạy đây. Ui, may quá, con đồ to nó không để ý đây. Nào, rồi làm sao? Mày giờ được. Màu chó ấy mà không khu giết được nó. Ok, ui vai. Thế con vế nó lao vào, cứ tưởng là nó ăn được cái thằng này chứ. Ôi, mình xin. Ôi, bạn cho thì mình nhận thôi. Ôi, nháy là rơi tận mồm này. Sao mình bắn 3Z được tầm tệ nhỉ? Ui rồi. Mình không hiểu sao hôm nay mình bắn 3Z chán vậy. Hôm qua quên quay tay à? Ui, không chết, tệ. Tệ quá anh em ơi, nói chung là thông cảm với mình nhá. Hôm nay mình chả hiểu sao nữa. Kiểu như là cái rớp ấy, bắn trượt, anh em cứ bắn trượt mà nhiều ấy, xong rồi nó càng sau càng lại càng bắn trượt hơn. Ui, vãi quả đấy đang di chuyển và bắn trúng luôn. Nhiều khi thì bắn như kiểu lên đồng, mà nhiều khi thì bắn như... ngu như một con lợn. Mày, một thằng. Rồi, sao bây giờ? Quả vừa nãy mà được heo nhiều sao này phải hơn không? Thì phải được tầm 2-3 sao đấy. À, tiếc thật. Suýt nữa thành hai like kiểu chọn cơ mờ nó vẹn rồi. Mọi em xem nhớ like nhá, nhớ like và đăng ký kênh giúp mình. Và cơ bản thì cảm nhận của anh em thì mình cũng thấy rồi, chắc chắn là anh em sẽ thấy nó đẹp là chính thôi. Quá là đẹp thôi. Ok. Ô, chú kỳ ngáo. Chú kỳ nó cứ la. À, vếu này. Ôi đâu rồi. Ui, nó chạy mất rồi. Ôi, thôi, hôm nay chắc vậy rồi anh em ạ. Vẫn là top nhưng mà tuy nhiên là ấy quá. Hôm nay mình bắn 3Z tệ quá. Ui, thông cảm nhá. Chúc em một ngày vui vẻ, nhớ like giúp mình. Bye.